Chào tất cả các bạn đã đến kênh của Hồng Phạm. Gặp lại các bạn, mình rất là vui. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn nấu món rau cải xoăn. Ở Đức người ta gọi là rau Grünkohl đó các bạn. Còn ở Việt Nam là rau cải xoăn. Bây giờ mình về trong các món này mình cần có nguyên liệu chuẩn bị. Các bạn cần có khoai lang tây. Khoai lang tây này mình hái ở ngoài vườn của mình đó nha các bạn. Mùa hè mình thu hoạch, mình đem vô nhà mình để ở dưới chỗ thoáng mát, khi nào mình ăn thì mình lấy lên. Các bạn thấy không, củ mình trồng ở nhà nó nhỏ, mình để mình nấu ăn nó cũng thấy là ngon. Khoai này rất là dẻo và cứng nha các bạn, mình trồng á rất là đặc biệt, rất ngon ngọt. Khoai tây và này là Grünkohl nha các bạn. Còn mà ở Việt Nam các bạn, tại vì ở đây mùa này là mùa đông nên nó không còn, nó chỉ có nó làm hết, nó bỏ vào tủ đá để nó bán thôi các bạn. Còn ở Việt Nam nếu mà các bạn mua được thì các bạn mua rau cải xoăn á, là nó giống như loại này. Rồi mình cần có một gói thịt hun khói nè các bạn. Thịt mà hai gói này, nếu mà các bạn ít người ăn thì các bạn làm một cái. Cái này cũng là vuốt mà đúng vuốt không khói nha các bạn, dùng để nấu rau cải xoăn. Đó. Rồi các bạn cần phải có là cái ở đây thì người ta gọi là haferflocken nhưng mà ở Việt Nam mình gọi là ngũ cốc đó các bạn. Mình dơ gần lại cho các bạn xem nè. Đó. Đây là hộp ngũ cốc. Rồi, gia vị thì mình cần có bột nêm, đường, tiêu, muối và hành phi. Và trong cái món này các bạn cần phải có gem nữa nha các bạn. Gem, gem ở Việt Nam người ta gọi là bồ tạc đó các bạn. Đây, nó như thế này. Đó, mình lấy ra khoảng 2 muỗng ăn cơm đó các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình đi rột. Đi bào củ khoai lang rồi mình rửa sạch, mình ngâm nước muối nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình bắt đầu làm nha các bạn. Trước tiên các bạn lột củ hành tây ra, các bạn thái nhỏ ra. Rồi cho mình 2 muỗng dầu ăn nha. Một muỗng. Các bạn cũng có thể 3 muỗng cũng được các bạn, 2 đến 3 muỗng cũng được. Nè. Đợi dầu nóng lên nha. Các bạn thấy không? Cái vuốt đây nè, người ta làm rất là to. Bây giờ các bạn cắt ra và các bạn thái từ khoảng một cái cây này các bạn có thể chia làm 1 2 3 5 khúc các bạn nha. Nếu mà các bạn không thể thích nó dài quá các bạn chia làm 5 khúc ra. Okay. Trước tiên mình bỏ dầu và bây giờ nồi nó nóng rồi các bạn. Mình bỏ hành vào, mình cho làm cho nó thơm cái đã nha các bạn. Mình mở bếp nó hơi để nó hút hơi lên các bạn, cho nó khỏi hôi nhà, cho nó hơi ồn các bạn thông cảm mình nha. Đó. Mình cắt một đoạn là phải cỡ dây nè các bạn. Đó, thấy không? Rồi bây giờ hành nó vàng nó thơm rồi, mình cho cái vuốt này vào nha các bạn. Cái này các bạn nấu cho khẩu phần
bốn người ăn. Nấu món này là các bạn phải nấu cái loại wood mà người ta không phối mới được nha các bạn. Nó đây là green, nó đây là khôi wood về rồi kìa mới được nha các bạn. Chứ các bạn mua loại khác là nấu nó không có hợp khẩu vị. Nó đặc biệt nấu món này là nó dùng cho cái loại này để nấu đó, các bạn nấu cái rau cải xoăn này nè thì nó cái vị nó mới ngon. Rồi các bạn đảo cho nó thơm thơm cái cây wood này, các bạn chiên sơ vàng hai mặt. Món này người Đức người ta thích, rất là thích ăn nha các bạn. Món này là món gia cổ truyền của người ta đó các bạn, truyền thống của ta. Các bạn đi trong nhà hàng nó hay bán những cái món này nha các bạn, nhà hàng của Đức á. Rồi bây giờ cái thịt hun khói nào các bạn. Thịt này là mình bỏ vô để cho nó mình xào cho nó chảy ra các bạn thì nó thơm thêm. Còn các bạn không thích ăn cái loại này thì các bạn không bỏ, các bạn bỏ muối không cũng được. Các bạn thấy không, nó chuyển màu, nó chuyển màu là nâu đậm rồi đó. Đó các bạn chiên hai cái mặt nó cho nó nâu vàng nó sẽ thơm. Rồi bây giờ nếu mà các bạn có tỏi, các bạn cho tỏi khoảng 3 tép tỏi vào. Mình không có mình xài sử dụng tỏi bột tỏi nha các bạn. Mình lấy khoảng 1 muỗng cà phê tỏi nha các bạn. Đó, mình cho khoảng bao nhiêu đây tỏi bột. Tỏi này các bạn bỏ vô nó rất là thơm. Mình cho vào đây 2 muỗng cà phê đường nha các bạn. Bột nêm các bạn cho mình 1 muỗng cà phê bột nêm. Nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê muối nha các bạn. Bây giờ các bạn đảo lên cho nó đều rồi xong mình đó. Bây giờ các bạn nhìn thấy là mình đưa lại gần cho các bạn xem, các bạn thấy nhìn cái bút thấy ngon không đó. Bây giờ là nó chuyển hai mặt vàng rồi đó các bạn thấy không đó. Là các bạn bây giờ các bạn có thể bắt đầu bây giờ mình bỏ cái cải xoăn vào nha các bạn. Cải xoăn thì mình các bạn thích ăn bao nhiêu thì các bạn cho bấy nhiêu. Còn mình đây mình cho cái bịch này nó khoảng là 1 kg nha các bạn. À, vậy thôi các bạn. Rồi các bạn giờ các bạn phải cho nước vào nữa nha. Bây giờ mình cho nước vào nha các bạn. Nước này là nước mình là cho nước nóng từ vòi vô. Còn mà các bạn không có thì các bạn cho nước bình thường cũng được, rồi các bạn nấu lên. Ở đây là mình mới cho 500ml nước rồi nha các bạn. Nửa lít nước đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn đóng nắp lại. Các bạn trước tiên mình phải nấu cái này vuốt này với cái này cái rau cải xoăn này nó rất là cứng nha các bạn. Các bạn hầm khoảng 1 tiếng đồng hồ luôn. Thì mình đi qua mình gọt khoai lang tây và mình ngâm vô nước cho nó khỏi bị đen nha các bạn nha. Rồi mình bây giờ mình nấu được cái này nó hơi ồn mình tắt nha các bạn. Mình nấu được khoảng 40 phút rồi ha.
Rồi các bạn cho khoai lang tây vào nha. Các khoai lang tây các bạn cắt nước đi các bạn. Cắt rửa đi rồi các bạn. Bây giờ các bạn cho vô. Đó. Các bạn 3 muỗng hạt ngũ cốc vô nha các bạn. Đó. 1 muỗng. 2 muỗng muỗng ăn cơm nha các bạn. 3 muỗng đó. Các bạn cho vô. Rồi. Các bạn khuấy đều lên. Các bạn nhớ vặn lửa nhỏ thôi nha. Đừng các bạn nấu lửa nhỏ, bếp có chín số thì các bạn nhận số 5 thôi nha. Rồi các bạn đóng lại. Đó, các bạn để vậy. Khi nào nó xong rồi mình cho tiêu vào. Mình cho mình. Bây giờ các bạn cũng có thể cho hành phi vô nha các bạn. Để chút nữa cho nó trộn đều. Hành phi thì các bạn có thể cho 2 muỗng ăn cơm hành phi. Đó, các bạn bỏ như vậy. Rồi mình đậy nắp lại, mình hầm thêm khoảng 15-20 phút nữa, 60 phút, chín rồi. Giờ mời các bạn thưởng thức nha. Nếu mà các bạn thấy sau khi mình nấu xong mình cho tiêu hột, mình xay mình bỏ vào nha các bạn. Cho nó... Đó, vậy là nó sẽ rất là thơm nha đúng không? Các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ mình nha. Rồi, chào tạm, chúc các bạn ăn ngon.